Ngày xưa làm sao? Mà cứ ai mà có một cái trúng bánh hay trúng gì nhiều tiền thì cứ phải bà ta mở hàng. Bà mở hàng á? Vía bà tốt thế á? Thế là hôm đấy họ ế cả ngày luôn à? Bà mở hàng xong ngày hôm đấy họ ế luôn à? Bán ra thế. Con tưởng bà mở xong nó ế chẳng ế chơ ra. Ế ra. Tự tin lắm. Tự tin là mình nhẹ vía. Thế hôm nay lẽ ra bà phải mở hàng cho con một lọ măng ớt để con đắt hàng. Con đang bán măng ớt với mật ong, bà phải mở hàng cho con một chai để con đắt hàng. Chai tiền đâu mà mở hàng? Rẻ mà. Rẻ. Có 250 một chai. Ôi thế đâu ra.